thằng nè, mượn tiền người ta nhiều vậy, người ta có đòi hỏi điều kiện gì không? Dạ, chỉ cần trường xác nhận con là sinh viên của trường và đang có hoàn cảnh khó khăn là được. Mỗi tháng mình sẽ góp lại, lãi suất cũng thấp lắm. Được vậy thì mừng quá. Đợi má con khỏe lại, về dưới gia đình ráng kiếm thêm chuyện làm để trả nợ cho người ta. Bà cứ lo cho má trước đi. Chuyện nợ nần trên này, con sẽ kiếm cách trả phụ ba. Con còn lo chuyện học hành của con nữa chứ. Thiệt, đã nghèo cũng mắc cái eo. Mời người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Xuyến. Dạ có. Tới mình rồi con. Tiền nè ba. Tổng cộng 36.700.000. Dạ. Dạ. Rồi, chú đem biên nhận này xuống phòng phẫu thuật liền nha. Dạ. Mời bệnh nhân Lê Văn An. Nè, con về lo đi học đi. Cái chuyện này ba lo được, bác sĩ còn khám đã mổ liền đâu. Dạ, vậy ba lo cho má đi nha. Con chạy về trường đây. Ừ, ba về nha. Mình phải làm gì đây để có tiền trả lại cho Hương? Em muốn kiếm việc như thế nào? Thu nhập khoảng bao nhiêu? Dạ, em vẫn còn đi học. Em có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Vậy có công việc nào phù hợp không anh? Em học ban ngày hả? Dạ. Vậy 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 anh, lương tháng bao nhiêu? À, tiếp thị rượu, mức lương căn bản 1 triệu. Ngoài ra còn cộng thêm mức quê hồng trên doanh số bán được. Nhưng thực tế, cô nào giỏi hơn, mức quê hồng họ sẽ cao hơn mức lương gấp mấy lần lận. Công việc này là như thế nào hả anh? Đơn giản lắm. Các nhà tuyển dụng sẽ điều phối em đến làm việc ở những quán bar, nhà hàng cao cấp, nơi có nhiều khách sang trọng và khách nước ngoài lui tới. Em chỉ việc tiếp cận với những người khách và bán hàng cho họ. Dạ, thôi thôi. Em không làm mấy việc này đâu. Anh kiếm giùm em việc nào khác đi. Đâu có cái gì đâu mà em phải sợ. Đẹp gái như em mà không biết sử dụng lợi thế trời cho thì uổng quá. Dạ thôi, em không làm mấy chuyện này đâu. Anh coi giùm em có việc gì khác nữa không? Còn việc này cũng hay lắm nè. Nếu dạy tiếng Anh, em có dạy nổi không? Dạ, trình độ lớp mấy hả? Không cao lắm. Let's go 1 hay 2 gì thôi. Vậy thì được. Em dám chắc là em dạy nổi. Không dễ ăn à nha. Toàn là cậu ấm với cô chiêu không đó. Phải chịu khó mới được đó nha. Dạ, thời gian và lương bổng như thế nào ạ? Một tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng, 800 ngàn một tháng. Dạ được. Anh cho em đăng ký công việc này đi. Em đóng 70 ngàn phí giới thiệu. Sao nhiều dữ vậy anh? Đó là hữu nghị rồi. Chứ chỗ khác lấy tới 10% lận. Mà nói trước, công việc này đã nhận mà không làm là anh không có hoàn tiền lại đâu nha. Nếu chịu thì em nộp tiền, anh ghi giấy giới thiệu cho. Còn không chịu thì thôi. Dạ, tiền đây. Anh ghi giấy giới thiệu cho em. Dạ chào anh, cảm ơn anh. Sao không đứa nào ra mở cửa vậy bay? Út em đâu? Dạ. Chị Kim Mai. Chào em. Cho chị hỏi đây có phải biệt thự Hoàng Dung không? Chị đợi một chút.
Dạ thưa bà, có một cô nói là tới dạy tiếng Anh. Dạ đây ạ. Ừ, mời cô vô đây. Dạ. Không biết thầy bà dạy cái kiểu gì mà có mỗi thằng nhỏ mà dạy hoài cũng không được. Không biết cô này ra làm sao nữa đây nữa. Chị ơi, bà chủ mời chị vô. Cảm ơn em. Nè. Dạ, cảm ơn bà. Đây là bà chủ. Cảm ơn. Dạ. Dạ, cháu chào cô ạ. Cô là cô Hoàng Dung. Ừ. Dạ, cháu xin lỗi đã đến trễ 5 phút. Tại lần đầu tiên đến khu này, cháu không biết đường nên đi lạc. Sao không chịu hỏi? Đến đây hỏi biệt thự Hoàng Dung, ai mà không biết. Dạ. Con lên con kêu Tiểu Bảo dậy, rồi cho em muốn sữa rồi xuống phòng học nha. Dạ. Trước khi dậy tôi muốn trao đổi với cô một chút. Cô ngồi đi. Dạ. Tôi chỉ có một mình Tiểu Bảo. Ba của nó là một thương gia Đài Loan nổi tiếng, nhưng mà ông kinh doanh hệ thống bar rượu ở Mỹ. Vì vậy tôi muốn là Tiểu Bảo cũng phải nói tiếng Mỹ thật giỏi để sau này kế nghiệp ba nó. Nó là niềm hy vọng của tôi. Tôi muốn rằng nó nhận được sự giáo dục tốt nhất. Vì vậy, khi dạy con tôi, cô giáo không được phép đánh, không được phép la, cũng không được ép buộc nó dưới bất kỳ hình thức nào. Làm sao á cho nó vui vẻ học là được. Đó là nhiệm vụ của cô. Nó mới cái 7 tuổi mà tôi cho nó học đủ thứ rồi đó. Bơi nè, đánh đàn nè, võ thuật nè, vi tính nữa. Mà cái nào nó cũng tiếp thu nhanh hết á. Nhất là vi tính. Nó còn biết lên mạng nữa đó. Leo lên mái là nó gõ liền tay à, giỏi ghê lắm. Chỉ có tiếng Mỹ là tôi thấy mắc mệt. Mấy ông hả, bà thầy cô trước dạy dở ẹt nè. Dạy hoài mà thằng nhỏ nó không được. Dạ, cô cho hỏi, trước đây bé học giáo trình nào à? Giáo trình Mỹ, toàn tiếng Mỹ mà. Tôi cho nó học trường quốc tế mà. Mấy trăm đô một tháng lận đó. Sáng học, trưa học, chiều học, tối học, con thích chơi game à. Thôi, Tiểu Bảo ngoan, lau mặt rồi học bài nha. Hôm nay có cô giáo mới đó. Cô biết chơi game không? Chào Tiểu Bảo. Cô không có biết chơi game. Có gì Tiểu Bảo chỉ cô chơi nha ha. Dạ. Cô, con sẽ chỉ cô chơi. Nhưng mà, hễ mà cô chơi thua, cô đừng bắt con học nha. Đi cô. Đi. Dạ. Chú ơi, chú. Nó dạ. Quy dán ngoài cổng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Ai thức chờ cửa cho các cô? Dạ, chú thông cảm. Tại xe cháu bị bể bánh mà không có chỗ giá. Mà mới trễ cũng 15 phút mà chú. Chú làm ơn cho cháu vô đi. Đi chú. Cô nào trễ mà chẳng có lý do chính đáng. Thôi, vô đi. Dạ. Lần sau không được đi trễ đó nghe. Dạ. Cảm ơn chú. Ừ. Đi tại giờ đi, mà còn vô được, tài hỉ. Dạ, dạ em xin lỗi, tại xem bị bể bánh. Từ ngày hai người vô cái phòng đi, trật tự bị đạo lộn hết. Nếu con vi phạm nữa, đừng có trách tôi. Em sẽ cố gắng không để tình trạng này xảy ra nữa. Sẽ cố gắng, nói như ri là con khả năng vi phạm nữa hè. Chị vừa phải thôi chứ, đừng thấy con hằng hiền mà ăn hiếp hoài nha. Ta chỉ nói, cái nào đụng về quy định thôi, chứ ăn hiệp chi mô.
ngủ đi, không có gì đâu. Mày cứ nhường riết người ta leo lên đầu mình ngồi á. Còn chị đừng quá đáng. Sống chung với nhau phải biết thông cảm cho nhau chứ. Có đâu cứ dạch lá tìm sâu như chị á. Tôi có khó khăn á là để mọi người tôn trọng nội quy, để không ai làm khó dễ cái phòng đi thôi. Hương, làm người á thì phải có tình người. Đừng có hỏi một chút là dở nội quy ra mà nói. Chị có biết hổm rài má con Hằng nằm trong bệnh viện không? Thôi, tôi... Má nó sắp phải mổ tim rồi đó. Nó phải chạy ngược chạy xuôi lên cho má nó. Về trễ có chút xíu à, mà chị quạch quẹ đủ điều. Con người của chị khô khan sỏi đá như vậy, hèn gì chẳng ai ưa. Cô đơn là phải mà. Thôi mà. Sao em không cho chị biết? Chị xin lỗi. Thôi em đi ngủ đi, tối rồi. Cuối cùng cũng có một câu nghe lọt lỗ tai á. Mày kỳ quá, tại chị mới không biết mà. Em xin lỗi, thôi ngủ đi. Cô giáo mới có biết chơi game không? Nếu cô chơi thua thì cô đừng bắt con học đó nha. Mẹ không ngủ được hả? Tao không sao ngủ được. Mẹ ăn gì chưa? Tao còn cái bánh giò tính để sáng mai ăn sáng. Mẹ ăn không? Mày không nhắc tao quên mất. Từ chiều tới giờ có ăn gì đâu. Trời ơi, mày đản trí bác học vừa phải rồi chứ. Ăn cơm mà cũng nhớ nữa. Thôi ngồi dậy đi, tao lấy bánh cho ăn. Nè, còn hơi ấm đó, ăn đi. Cảm ơn nha. Mày cũng phải biết giữ sức khỏe chứ. Như vậy hoài có chừng đổ bệnh đó. Bánh ngon quá. Hương nè, mày có biết chơi game không? Biết. Mày hỏi làm gì? Thì tao cũng muốn tìm hiểu. Ừ, phải vậy chứ. Trên mạng có nhiều trang web trò chơi hay lắm. Mấy đứa cháu tao mới lớp 2, lớp 3 còn biết tải những trang web trò chơi và tiếng Anh nữa đó. Mình không biết, người ta nói mình lạc hậu á. Bữa nào á, hỏi giùm tao mấy địa chỉ trang web đó nha. Chà, bữa nay hơi lạ à nha. Thôi ăn đi, đừng ngủ nữa. Mai tranh thủ tao hỏi cho. Mày ngủ trước đi. Mày nhớ hỏi tao nha. Red mà, đâu phải màu này. Màu đỏ, quái là màu trắng, còn riêng thì màu xanh. Màu xanh thì đúng rồi, nhưng mà xanh gì? Thôi cô đừng nhắc nữa, để con tự chơi. Yeah, con thắng rồi. Cô đừng bắt con học nữa nha. Tự bảo giỏi quá à.
Tiểu Bảo giỏi quá, cái trò này cô không biết chơi. Chỉ cho cô chơi trò này đi. Trời, cái trò dễ ẹt vậy mà cô cũng không biết chơi nữa hả? Để con chỉ cô nha. Nhưng mà cô phải hứa với con là không được bắt con học nữa nha. Ừ, cô hứa. Không được méc mác con luôn nha. Ừ, không méc luôn. Yeah. Dạ, thưa cô cháu về. Cô khoan vậy đã, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Dạ, có gì không thưa cô? Cô giáo tốt nghiệp trường đại học nào vậy? Dạ, cháu chỉ mới học năm thứ nhất trường đại học thôi à. Trời đất, vậy là tôi bị lừa rồi. Ở bên chỗ giới thiệu, nó nói cô là giáo viên của trường quốc tế, chuyên môn dạy cho con em của Tây của Mỹ không hả? Ờ, dạ, lúc xin việc á, cháu có nộp lý lịch đàng hoàng mà. Nhưng có sao đâu cô, trình độ của Tiểu Bảo cháu dài nổi mà. Thôi cảm ơn, bữa sau cô khỏi tới nữa. Dạ thưa cô. Khỏi thưa dạ gì hết, tôi nghĩ đâu là trúng đó mà. Chạy dỗ gì, cô toàn dụ cho nó hả, dạy lại cô chơi game không à. Dạ. Tôi muốn cho con tôi sau này là một nhân tài. Nó đâu có nhiều thời gian để dạy cô chơi game. Đã vậy tôi còn phải tốn tiền trả lương cho cô nữa hả. Dạ thưa cô hiểu lầm rồi. Tiểu Bảo rất là ham chơi. Tôi biết ngay là cô sẽ đổ thừa cho nó mà. Dạ cô cho cháu nói, cháu cần việc làm nhưng cháu không năn nỉ cô. Tiểu Bảo mang tâm lý chán học nên cháu đã mượn trò chơi để giúp cho em ấy có hứng thú hơn trong việc học. Xin cô đừng hiểu lầm. Tôi nghĩ mình không có lầm. Cô đừng tưởng rằng là tôi không biết hay tôi không quan tâm tới chuyện cô dạy con tôi cái gì. Mấy cái thứ tiếng Mỹ này đâu phải tôi không biết. Tiền công của cô á, tôi tính sẵn đây nè. Cô dạy được 3 tuần 2 buổi, 1 tháng 800 ngàn, chia cho 12 buổi là 66 ngàn. Cô dạy 11 buổi là 730. Tôi đưa cho cô 800 luôn nè. Cảm ơn cô. Nhưng cháu chỉ nhận đúng số tiền thù lao của cháu mà thôi. Cô cho cháu gửi lại 70 ngàn. Chào cô. Cô Hằng. Goodbye Miss Hằng. See you again. Dạ cô. Mở cốp xe ra phụ coi, nặng quá nè. Trời đất, đem theo chi mà nhiều dữ vậy cô Út? Ổng á, bộ thành phố không có trái cây, đem cố sát hành người ta. Ủa mà cậu hai sắp ra chưa cô? Có trời mới biết, đang ở trỏng á, bàn chuyện với má đó. Nhớ nói cậu nhanh nhanh chút để em thôi kẹt xe lắm nha cô. Công việc mới khởi đầu, nhưng cũng khả quan lắm. Má đừng có lo. Thôi con đi đi kẻo trễ. Dạ. À, má, có chuyện này quan trọng lắm, con cũng tính nói với má đó. Chuyện gì con cứ nói. Dạ, bữa hôm ở nhà, má với má của Diễm Hằng có xung đột với nhau. Con nghĩ chắc là có chuyện gì hiểu lầm. Má Hằng cũng vì chuyện này mà phải phát bệnh, phải vô cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Đáng đời. Nhà mình dư giả, có chuyện gì cũng không đến nổi. Chứ nhà Diễm Hằng, má cô bệnh, là phải tính tới chuyện bán nhà bán cửa đó má. Chưa gì chỉ nghĩ tới người ta. Má con Hằng bệnh thì con lo, má con bệnh thì không sao chứ gì. Dạ con không có ý đó.
Nhưng gia đình của Diễm Hằng rất đàng hoàng, còn con rất mến Diễm Hằng. Con mong muốn tiến tới với Diễm Hằng. Má lo nhất là câu nói này của con đó. Con nhìn cái tấm gương của ba con đi. Dạy gái là khổ cả đời đó con à. Người ta là người đàng hoàng, có lợi dụng gì mình đâu mà má lại nghĩ như vậy. Con nhắc thì má mới hỏi đó. Bữa trước con kêu má chuyển cho con mấy chục triệu. Hồi nãy má coi sổ sách thì không thấy thư ký vô sổ. Nè, con lấy tiền đó để giúp con Hằng phải không? Dạ đâu có đâu má. Má đừng có nghĩ vậy. Người ta không có chịu nhận sự giúp đỡ của mình đâu. Đừng để má phát hiện. Con để cho con nhỏ đó bòn rút tiền của công ty á là không có được với má đâu à. Má, nhưng con yêu Hằng thật sự. Con muốn tiến tới hôn nhân với Hằng. Má cũng khẳng định với con, má không muốn có một xui gia như cái nhà đó. Mà con dâu của má tuyệt đối không phải là con Hằng nha. Anh hai, tới giờ rồi. Thưa má con đi. Tôi giải thích mà bà không chịu nghe. Cứ khăng khăng là con bả dạy tao chơi game. Tức cười thôi. Vậy rồi sao? Tao cầm tiền, cảm ơn bả rồi đi về chứ sao? Xì. Cứ dốt mà đòi làm trưởng giả. Tao là mày á hả? Không có sáo vậy đâu nha. Vậy chứ phải làm sao? Nếu là tao hả? Tao quăng tiền vô mặt bả. Dạy gì? Tiền đó là mồ hôi công sức của tao chứ bộ. Tao nghĩ tao xứng đáng được hưởng số tiền đó. Nhưng ít nhất cũng phải chửi ba một trận cho hả tức chứ. Thôi, hơi đâu. Kệ bà. Tao chỉ thấy tội nghiệp cho thằng nhỏ thôi. Nè, mày cầm tiền đi. Tao trả mày trước 800, còn nữa như tao trả sau. Ủa, tiền gì? Thì tiền tao mượn mày chứ tiền gì. Trời, mày cứ giữ đi. Tao đâu có đòi đâu mà phải khổ sở đi kiếm việc làm. Tao đã hứa là phải giữ lời. Mày cho tao mượn vậy là tốt lắm rồi. Mày cứ cầm đi, khi nào kẹt tao mượn lại. Hôm nay má mày sao rồi? Mổ xong cũng rồi, nhưng tiền thuốc hơi nhiều. Hay là mày giữ số tiền này để lo mua thuốc cho má mày trước đi. Tiền thuốc có ba tao lo rồi, còn nhiệm vụ của tao là trả nợ cho mày. Không dạy ở đó nữa thì mày tính làm gì? Từ từ coi có cái gì mình làm được thì làm. Ê, ai như là bà Mỹ á. Chú ơi, cho chậu vô đi. Bữa nay cô này về trễ, ngày mai cô kia về trễ, thông cảm riết chắc tôi mất việc quá. Chị chứ ai? Mà sao chị về khuya dữ vậy để bảo vệ không cho vô? Mình ra ngoài coi. Kệ xác bà, cho đáng đời. Mày đặt nội quy này nội quy nọ. Chắc chỉ kẹt gì đó. Nên mang vậy, đi ra ngoài đi. Cái con này, thân mình không lo, mà mày đặt còn đèo bồng nữa. Thôi mà, đi. Tại bữa nay cháu có việc đột xuất, chị nghe thương cháu nghiêm túc lắm. Dạ, chị nói phải đó anh. Chị là trưởng phòng 110 của tụi em. Chưa bao giờ chị vi phạm nội quy hết. Anh thông cảm mở cửa đi. Tôi nói không được mà. Anh không biết đó thôi. Chứ ở mấy ký túc xá của mấy trường khác á, bảo vệ họ xé ra hoài hả? Không có sao đâu anh. Anh ơi, anh làm ơn đi mà. Dạ, em thấy mấy anh xấu trai mới khó chịu. Chứ đẹp trai như anh nào cũng dễ thương hết á. Cô có mấy cô đồng minh lợi hại quá. Dạ, cảm ơn anh. Thôi vô đi. Lần này thôi đó. Dạ, cảm ơn chủ.
Cảm ơn anh nha. Bữa nay chị Mỹ có chuyện gì mà về trễ quá vậy? Bể bánh xe, mất thẻ xe. Nói chung là lý do chính đáng. Chị đang râu mùng chẹt đây. Sao vậy chị? Hôm bữa chị đi lại chứng tư làm báo cáo thuế. Chỗ công ty chị nhận làm thêm đó. Bà chủ nói bận nên chưa kịp photo cho chị. Chị sợ nộp trễ bị la nên mới mượn chứng tư gốc của bà đi photo. Photo xong là chị trả ngay cho bà. Rửa mà bà không còn nhớ, cứ năng nặc nói là chị chưa có đưa. Hồi chiều ni chị phụ bà tìm muộn chết mà không ra, mới về trễ vậy đó. Vậy chị tính giải quyết làm sao? Đâu còn cách nào khác, phải chi là tiền bạc thì còn đền được. Còn đằng ni toàn là chứng tư gốc không à, biết đi đâu mà tìm lại được bấy chứ. Chiều ni bà chủ lá mình tẻ tạc luôn, tức mà cãi lại không có được. Lại là bà chủ. Bữa nay phòng mình xui xẻo thiệt nha. Tới hai người bị bà chủ la, mà la quan mới nghiệp. Ừ, xui thiệt. Chắc ngày mai mình phải đi chùa quá. Hả? Tìm mà không ra, chắc mình bị mất việc. Hay là ngày mai mình rủ nhau đi chùa đi. Ừ. Ừ. Ý kiến hay đó. Sáng mai mình được nghỉ 2 tiết kinh tế chính trị, phải không? Ừ. Ủa, bữa nay ngày gì mà mặt trăng với mặt trời đi chung với nhau vậy ta? Ê, Thủy Tiên, mày đi chùa với tụi này không? Đi, mình cũng có chuyện muốn cầu nguyện nè. Ừ. Tao bị bồ bỏ rồi. Nhưng mà đi chùa nào bây chứ? Mai Hằng dắt đi cho, Hằng có biết một chỗ. Kể ra, mấy người đẹp đẹp cũng có lời ghê. Hồi nãy, chị năng này muốn gãy lưỡi mà chú bảo vệ có cho vô mô. Thằng về hướng chị gọi tiếng Anh thôi là cho vô liền. Vậy để ngày mai em cầu cho chị một chàng bạch bảo hoàng tử nha. Má mà thèm ta. Cần kiếm chi cho xa. Thường thấy chị á, sớp đại anh bảo vệ hồi nãy luôn đi. Hơi xấu trai một chút, nhưng cả phòng sẽ được nhờ. Đúng rồi. Con ngại đấy má giáo. Rửa mô hồi nãy cứ khen gạ nó đẹp trai lẫy đẹp trai đệ. Không vậy á, thì cha đó làm sao mà mở cửa cho chị vô. Mà em thấy chị với ổng cũng xứng lắm đó, phải không? À. Đúng rồi, à, đúng rồi. À, đúng rồi. À, đúng rồi. À, đúng rồi. Được lắm, được lắm. Chị là sao? Lễ xong cô Hằng vào gặp thầy một chút. Dạ. Dạ thưa cô. Ừ. Cháu ngồi xuống đây, cô có việc muốn hỏi. Dạ. Chuyện gì vậy cô? Hình như giữa cháu và thằng Dương có xảy ra chuyện gì phải không? Dạ, cháu không biết. Cách đây 3 ngày, nó từ Vĩnh Long lên, đem trái cây tới cúng Phật, rồi tâm sự với cô. Nó nói nó buồn lắm, nó rất thương cháu, và nó đang khó xử. Nhưng nếu cháu cũng thương nó, thì nó sẵn sàng dứt bỏ tất cả để được sống với cháu. Bây giờ, nó với má nó đang mâu thuẫn căng thẳng với nhau lắm. Dạ. Cô ơi, theo cô thì cháu phải làm sao để giúp anh Dương? Tiền bạc thiếu thốn thì còn giúp nhau được. Chứ tình cảm thì đâu thể muốn cho là cho, muốn nhận là nhận được đâu cháu. Giờ cô hỏi thiệt, mà cháu cũng phải trả lời thiệt nha. Dạ cô cứ hỏi.
cháu có yêu thằng Dương nhà cô không? Cháu cứ nói thật lòng mình đi. Dạ. Cháu từng nói với anh Dương rồi. Cháu quý trọng và biết ơn anh Dương lắm. Nhưng mà... Có phải vì sự xích mích của người lớn mà cháu quyết định như vậy không? Cô nghĩ nếu vì chuyện đó thì không sao. Cô biết tính má thằng Dương hay xét nét, ý mình giàu có mà coi nhẹ người khác. Ba thằng Dương cũng vì vậy mà... Không phải vậy đâu cô. Trước khi xảy ra mối bất hòa giữa má anh Dương và gia đình cháu, trong thời gian đi thi đại học, cháu đã từng nói với anh Dương về điều này rồi. Cháu nghĩ có được một người bạn, đồng thời là một người anh như anh Dương không phải dễ dàng, nhưng không phải là tình yêu. Mô Phật. Cháu chưa yêu một người khác phái nào, nhưng cháu nghĩ tình cảm đó phải mạnh mẽ hơn, tha thiết hơn là lòng kính trọng và sự biết ơn. Cô hiểu rồi. Mô Phật. Người ta thác sinh trong cõi ta bà này có yêu thương gắn bó nợ nần với nhau, đều phải nhờ vào chữ duyên, chữ nợ. Ba sinh hương lửa đời người ta, không duyên không nợ thì làm sao ăn đời ở kiếp nhau được. Rõ ràng giữa thằng Dương với cháu không có duyên nợ rồi. Chỉ tội nghiệp nó không nhận ra được điều đó, nên tâm cứ loạn động, lòng cứ dây dứt hoài. Cháu thật là có lỗi, nhưng cháu không biết phải làm sao cho anh Dương khoai khỏa. Mô Phật. Cô nghĩ từ từ rồi nó cũng sẽ nhận ra. Nó còn cả một cuộc đời trước mặt, cô sẽ tìm cách an ủi nó. Cháu cũng đừng ái nái quá, cháu không có lỗi gì đâu. Để em phục vụ anh nha. Anh đi một mình hả? Uống một mình không thấy buồn sao? Em sẽ uống nha. Cô là ai? Là em mà. Em phục vụ anh nha. Cô không phải nhớ anh. Là vợ hay là bồ của anh vậy? Là vợ. Cô bỏ anh cặp với thằng khác rồi phải không? Nói cho cô biết nha, cô không được xúc phạm tới cô ấy. Tôi yêu cổ mà. Giờ cổ không yêu anh. Rồi anh hết tình. Anh đi uống rượu phải không? Thôi mà anh, dẹp mẹ nó luôn đi. Em sẽ làm cho anh vui. Em sẽ phục vụ cho anh từ A tới Z. Đảm bảo anh sẽ quên bén con vợ bội bạc của anh liền hả? Đi nha anh. Đi với em nha. Anh làm gì? Anh đi ra. Anh ơi, anh có thân nhân nào ở đây không? Anh ấy sai quá rồi. Người ta có gì không anh? Tám tám gì nữa? 3 4 5 8 8 8 8 3 4 5 8 8 Hằng này, cái chua sạn nó nhỏ mà lính thiệt đó. Băng chiêu bà chủ mời bảo về tao đã tìm ra bộ hơi sơ gốc rồi đó. Ê, nhưng phải chờ xem tất cả các lời nguyện cầu có đúng hết không đã. Thêm đi câu kìa chi. Đi cầu. Cầu cho chị với anh bảo vệ. Thì con mấy. Mi á. Mà mi nhắc tao mày nhớ, anh bảo về giờ dễ thương ghê. Băng này tao đi về, anh đưa tao một cái gói, bảo về phòng mẹ mở. Trời ơi.
Yeah, yeah. Ê, tao quên mất. Qua đây, qua đây. Chết. Đây nè, đây nè, đây nè. Yên, yên, yên. Nhớ, nhớ, nhớ. Trời ơi, vậy là chuyến này á, chị Mỹ phải khao cả phòng rồi. Đây, 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 đây. Người ta được tặng một trái tim thôi, đã thấy mệt, mệt lắm rồi. Vậy mà, nguyên hộ, làm sao mà chịu nổi. Vậy là linh thiệt rồi đó. Nè, nếu như mà lời cầu nguyện của em mà cũng thành á, thì em cũng yên tâm rồi. Mỹ ơi, Mỹ. Mỹ ơi. Mỹ, Mỹ. Trời đất, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Thầy, cứ coi như tụi này ngủ hết rồi, chị ra gặp người ta đi. Thôi. Chào Mỹ. Dạ. Dạ. Mấy cô kia ngủ hết rồi hả? Dạ, có chị không anh? Phòng Mỹ có người tên là Diễm Hằng có phải không? Dạ có. Mỹ nói với cổ, đến ngày bệnh viện này, có người nhà đang cấp cứu. Vậy à, cảm ơn anh. Ừ. Hằng, Hằng ơi, Hằng, nhà Mỹ có người đi cấp cứu nè. Hả? Ai vậy chị, bệnh viện nào? Anh chị nội, đưa tao dậy ra tại bệnh viện thôi. Không biết má tao có chuyện gì không nữa. Bữa trước, xuất viện thấy bác vẫn khỏe mà. Mày đưa tao chút, tao đi với mày. Cô ta, dạ cho hỏi thăm, hai cô có phải là người nhà của bệnh nhân không? Anh ấy sai quá, có lẽ lạc tay lái, may mà chỉ chấn thương phần mềm thôi. Dạ cảm ơn chị. Ừ, em coi chừng anh ấy, có gì thì cứ nhấn chuông gọi chị. Chị lên phòng trực đây. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Anh Dương, có sao không vậy? Anh Dương. Dương à. Dương à. Anh Dương. Dương à. Anh Dương à, buông em ra, anh làm gì vậy? Dương anh Dương. Anh yêu em. Anh Dương à, anh nằm xuống đi. Dương à. Anh bắt được em rồi. Dương à. Sao nuối nhiều quá vậy? Yêu em. Dím Hằng, em đừng có hỏi anh những điều vô tình như vậy. Anh yêu em, anh sẽ cưới em. Mà tại sao em cứ né tránh anh hoài vậy hả Dím Hằng? Thôi được rồi, em hiểu. Tại sao? Em hiểu rồi. Tại sao? Anh xuống đi. Tại sao? Hằng, em sai quá rồi đó. Bây giờ sao? Tại sao? Anh yêu em chứ mà. Hay là tối nay tao phải ở đây. Em mà. Mày về trước đi. Sáng mai báo cho cô vừa hàng giùm tao. Em mà. Mày ở lại giúp anh ấy đi. Tao về nha. Tại sao? Em mà. Em mà. Diễm Hằng, tại sao lại ở đây vậy? Đêm qua uống sai quá nên bị tai nạn. Bác sĩ gọi điện cho em. Anh tệ dữ vậy sao? Cũng may mà được Diễm Hằng chăm sóc. Bây giờ anh thấy thế nào? Anh thấy đầu óc thì quay cuồng, tay chân thì lại run rẩy.
Chắc là phải nhờ Diễm Hằng chăm sóc anh thêm vài tháng nữa được không? Anh sao rồi? Anh đỡ chưa? Dạ đỡ rồi. Ừ. Chỉ cần tiêm thêm mũi thuốc kháng viêm, thay băng xong là có thể xuất dạ, viện. Dạ, cảm ơn chị. Anh không sao, Hằng mừng quá. Tiếc quá, phải vì hôm qua anh uống thêm vài ba chai nữa thì hay biết mấy. Chứ gì anh? Để bị thương nặng hơn. Chứ không thôi thì sao được Diễm Hằng chăm sóc như vậy? Anh đừng có nói gỡ. Anh nói thiệt đó. Anh chỉ ước sao suốt cuộc đời này anh được có em bên cạnh anh như vậy. Để Hằng đi làm thủ tục xuất viện. Từ từ cũng được mà. Xin em đừng đi, hãy để trái tim anh tìm chút đợi chờ.